Thời gian gần đây, thông tin về các loại nước uống đóng chai có hàm lượng chì cao hơn mức cho phép đã làm cho nhiều người dân hoang mang. Bởi đây là loại nước uống được bày bán nhiều trên thị trường. Tuy nhiên, không chỉ trong nước uống, mà với tình trạng sản xuất, nuôi trồng, sử dụng nhiều phân bón, thuốc trừ sâu, hóa chất bảo vệ thực vật như hiện nay, nhiều loại thực phẩm cũng nhiễm chì ở những mức độ khác nhau. Theo một số nghiên cứu, nhóm thực phẩm ăn hàng ngày bị nhiễm chì cao nhất là ở gạo, thịt lợn, rau muống, tôm rảo, cam, quýt. Thực phẩm vượt quá quy định của Bộ Y tế về cadimin, kim loại gồm sunfua lẫn với carbonat kẽm, nhiều nhất cũng có ở gạo, thịt lợn, thịt bò. Với các kim loại nặng có độc như chì, cadimin, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Tổ chức Nông lương Thế giới FAO từ năm 1999 đã đưa ra giới hạn tối đa ăn vào hàng ngày và hàng tuần tính theo trọng lượng cơ thể nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe của con người. Được biết, chì là một trong những loại kim loại nặng có sẵn trong tự nhiên. Có thể ở trong nguồn đất, nước và thậm chí có trong các loại thực phẩm con người sử dụng hàng ngày. Nếu đi vào cơ thể, loại kim loại nặng này có thể gây ra nhiều ảnh hưởng cho sức khỏe. Có thể nói đã là chỉ là độc rồi. Đấy. Thế và tiêu chuẩn của Bộ Y tế có quy định là đối với nước đóng chai, nước uống, nước ép hoa quả thì là 0,05mg trên 1 lít. Đấy. Thế tại sao người ta lại sinh ra đưa ra cái mức tiêu chuẩn như thế? Bởi vì ở cái mức đó trở xuống thì coi như cái nguy cơ sức khỏe không có. Nhưng nếu cao hơn như thế thì ở đây thực tế là người ta để một cái hàm lượng chỉ cao hơn rất nhiều, gấp 4-5 lần cho phép, thì rõ ràng là độc hại rồi, đúng không? Chứ nếu không người ta lại đưa cái giới hạn nó cao lên, đúng không? Thế còn độc hại của chì chúng ta biết là một kim loại nặng, rất độc. Đấy. Cái độc thứ nhất là gì? Nó vào, nó đánh vào tủy xương. Đấy, làm cho người ta sinh ra thiếu máu. Đấy. Cái thứ hai là nó gây ra ảnh hưởng đến chức năng của thận, của gan, đấy, của não. Đấy. Ví dụ người ta bị bệnh suy nhược thần kinh, đấy, mệt mỏi rồi kém ăn đấy, rồi là có thể đến lúc nào đó bị liệt do chì. Đấy, vì nó đánh vào tế bào não, tích lũy tế bào não gây tổn thương tế bào não. Thế rồi suy chức năng thận, suy chức năng gan. Thế rồi là vấn đề thứ ba nữa là nó có thể là gì? Nó làm cho hệ tiêu hóa của chúng ta bị ảnh hưởng. Đấy, ví dụ như thường người ta bị ngộ độc chỉ đến lúc mãn tính ấy. Bởi vì với cái nước uống như thế thì ngộ độc cấp tính thì nó khó. Đấy, nhưng ngộ độc mãn tính mà đây người ta lại, tôi xem chương trình này nó quảng cáo từ lâu rồi. Đấy, cho nên lại cứ khuyến khích người ta uống thường xuyên thay cho nước uống. Thế rồi lại khuyến khích trẻ em rất thích, hiểu không? Thế thì nó sẽ gây ra một cái tổn thương hệ tiêu hóa, toàn bộ hệ thống tiêu hóa, mà đến lúc nào đó nó có thể gây ra cái cơn đau bụng. Thế mà người ta gọi là cơn đau bụng chì. Đấy, là đến giai đoạn rất nguy hiểm rồi. Lo ngại hơn với trẻ em, khi nhiễm độc chì, những ảnh hưởng đến sức khỏe còn lớn hơn rất nhiều. Bởi trẻ em sẽ hấp thụ khoảng 40-50% lượng chì hòa tan trong nước vào cơ thể. Trong khi đó, người lớn chỉ hấp thụ khoảng 3-10%. Đây chính là lý do tại sao trẻ em là đối tượng gặp nguy hiểm chính nếu tiếp xúc với chì. Đặc biệt đối với đối tượng trẻ em thì cái các cơ quan của nó đang còn non trẻ thì ảnh hưởng của chì cũng rất là trầm trọng. Đấy, và đến lúc mà nó thành mãn tính nữa thì ví dụ như cơn đau bụng chì, suy nhược thần kinh, thiếu máu xanh xao, đấy, tâm thần thì không ổn định,
Thế rồi ngay trên đường lợi của mình nó sẽ tạo thành những cái vành thâm mà các nhà chuyên môn người ta gọi là đường viền Bechdel. Đấy. Do Bechdel nó mới tìm ra cái tổn thương của chì đối với hệ tiêu hóa. Thế thì vân vân, cho nên nó cho là cái đấy là cái cũng rất nguy hiểm. Việc thường xuyên ăn, uống các loại thực phẩm nhiễm chì có thể gây ra những ảnh hưởng lớn tới sức khỏe. Tuy nhiên, người tiêu dùng cũng không nên quá hoang mang, bởi phải với một hàm lượng nhất định, chất này mới gây hại cho sức khỏe. Bên cạnh đó, việc tới các cơ sở y tế để khám, nghe tư vấn của các bác sĩ, đồng thời sử dụng những sản phẩm giúp giải độc chì mới là phương pháp hiệu quả nhất. Đấy, thì về mặt dịch tễ học là người ta có thể điều tra ra được. Đấy, thì tôi nghĩ cái đó mới là cái quan trọng. Cái việc sức khỏe của người tiêu dùng mới là quan trọng. Chứ còn phạt một vài tỷ tôi cho không phải để quan trọng. Mà cái điểm thứ hai quan trọng nữa, thì cái điểm thứ nhất ấy, là anh phải điều tra xem bao nhiêu người dùng để có cái cách mà đền bù sức khỏe. Đền bù sức khỏe không phải là cô uống rồi tôi cho cô 100 triệu hay 10 triệu để cô có thể yên lòng, không phải. Mà tôi phải xem những người đó có ảnh hưởng gì của chị hay không. Đấy, nhất là đối với trẻ em, đúng không? Thế thì ví dụ như có nguy cơ mà tôi xét nghiệm chức năng gan bị ảnh hưởng, xét nghiệm hồng cầu cũng bị suy giảm. Đấy, và tôi thấy hàm lượng chì trong nước tiểu. Đấy, có ví dụ ảnh hưởng đến các chất thải như porphyrin và tất cả các thứ, thì tôi phải dùng cái biện pháp là tẩy chì trong cơ thể cho những người đã dùng. Đấy, hiện nay người ta có thể tẩy chì rất nhiều các phương pháp. Ví dụ dùng ETA, thế rồi dùng một số sản phẩm thực phẩm chức năng. Đấy, ví dụ chlorophyll hoặc là các hoạt chất từ thảo mộc. Đấy, có thể lôi kéo chì tống ra ngoài. Nếu như tôi dùng liên tục cái đó trong một tháng là có thể giảm nồng độ chì độc ở trong máu xuống. Thức uống đóng chai là lựa chọn của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, để giải khát hay tăng lực, các bà nội trợ có thể sử dụng những loại thực phẩm tự nhiên có ngay trong bếp nhà mình để pha chế. Loại nước tăng lực tự nhiên thì có thể nhắc đến là một cái loại trái cây như cam, cà rốt, hoặc là có thể nhắc đến sô-cô-la, sữa. Hôm nay thì tôi xin được giới thiệu đến với các bạn cách pha cái loại đồ uống là cam cà rốt. Thì nguyên liệu gồm có là 2 quả cam, 2 củ cà rốt, 20ml đường nước và đá viên. Cam thì chúng ta nên chọn quả mà cái vỏ bên ngoài mỏng và bóng. Đấy. Còn cà rốt thì nên chọn những củ cà rốt không nên quá to và nó màu sắc nó tươi mới. Bột bao gồm có là đầu tiên chúng ta sẽ vắt 2 quả cam lấy nước cốt, sau đó chúng ta cho vào trong cốc. Đấy. Tiếp theo là chúng ta sẽ cho đến 20ml đường nước để tạo thêm độ ngọt. Đấy. Các bạn chú ý là đối với cam của từng mùa ấy, vụ mà cam mà ngọt thì sẽ giảm lượng đường và cam mà vừa mụ chua thì sẽ tăng lượng đường lên. Tiếp theo bước thứ hai chúng ta sẽ cho đá tầm 1 đến 2 viên đá nhỏ vào. Bước thứ ba là chúng ta sẽ ép cà rốt và đổ nhẹ lên bề mặt đá để tạo lên tầng tiếp theo của cái đồ uống này.
Các bạn chú ý là đối với những cái loại nước ép ấy, thì sau khi mà chúng ta ép xong và nên sử dụng trong khoảng thời gian là từ 5 đến 10 phút. Món đồ uống thứ hai hôm nay tôi xin được giới thiệu với các bạn đó là sữa sô cô la. Thì đây cũng là một cái loại đồ uống mà cũng được khá nhiều các bạn trẻ yêu thích. Thành phần của nó là bao gồm có sô cô la này, sữa đặc, sữa tươi, kem Rick và một chút kem Vivo. Thì đây cũng là một cái loại đồ uống mà giúp cho cơ thể chúng ta bổ sung năng lượng mỗi khi mệt mỏi này, rồi giúp cho và nó thường được sử dụng hàng ngày ấy, đều đặn hàng ngày mà cũng không gây nên những cái thành phần quá là độc hại cho sức khỏe. Cụ thể các bước chúng ta cần làm là thứ nhất là chúng ta sẽ có một cái máy xay sinh tố. À, xong rồi chúng ta sẽ cho vào đấy 2 thìa bột cacao này hoặc bột sô cô la. Tiếp theo là chúng ta sẽ cho vào đấy 6 viên đá, đá viên to ấy, cộng với cả 15 ml kem Rick, 10 ml sữa đặc, 30 ml sốt sô cô la, cộng với cả 100 ml sữa tươi. Sau đó chúng ta sẽ xay đều lên. Sau đó là sẽ cho ra cốc, trang trí bằng kem tươi và vẽ hoa văn. Đối với những cái loại đồ uống như sô cô la sữa này thì bởi vì bên trong thành phần của chúng đã có sữa đặc này, rồi sữa tươi, rồi kem tươi và sô cô la rồi, nên là hàm lượng chất béo của chúng cũng khá là cao. Vì vậy nên các bạn cũng không nên cho thêm đường vào. Có một cái chú ý nữa là cái lượng đá ấy, chúng ta cũng không nên cho quá nhiều, bởi vì nó có thể sẽ ảnh hưởng đến họng và các bệnh liên quan đến họng.